Hàn Quốc nhiều idol, BTS, Blackpink, đất nước nhiều cảnh đẹp, đảo Jeju, thủ đô Seoul, làng cổ, vương quốc của ẩm thực, kimbap, tteokbokki, mì cay, thịt nướng, hay đất nước sản sinh nên những soái ca vạn người mê. Đôi nét trên có khiến bạn yêu Hàn Quốc. Một trong những điều định hình nên văn hóa độc đáo của một quốc gia chính là ngôn ngữ của họ. Am tường được ngôn ngữ Hàn Quốc chính là cánh cổng mở ra con đường rộng mở cho bạn tiếp cận với quốc gia tuyệt vời này. Chúng ta đã chứng kiến những trận cầu đỉnh cao của nền bóng đá Việt Nam giữa sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo cùng mối quan hệ giao hảo Việt Hàn. Chúng ta cũng đã từng ước ao được thưởng thức món ăn ngon ngay tại cái lạnh nổi tiếng của Đại Hàn Dân Quốc, hay một lần được đứng giữa biển plastic của idol yêu dấu. Tất cả điều này càng dễ dàng hơn khi mối quan hệ giữa hai nước được thắt chặt. Tuy vậy, lượng người học tiếng Hàn là quá ít so với con số đang theo học tiếng Nhật và tiếng Trung, trong khi nguồn nhân lực khan hiếm. Do đó, việc theo đuổi ngành học này sẽ mang lại cơ hội to lớn hơn bao giờ hết. Theo học ngôn ngữ Hàn Quốc Đại học Lạc Hồng, bạn sẽ đi từ thành thạo ngôn ngữ này dù khởi điểm chỉ vỏn vẹn ở con số 0. Đại học Lạc Hồng sẽ cùng bạn chập chững đi từ những nét bút đầu tiên tới khi đã oanh tạc mọi mặt trận bằng vốn tiếng Hàn của mình, cùng bạn từ một sinh viên ôm mơ đến việc hiện thực hóa con đường Hàn tiếng. Mong muốn hiểu rõ hơn về những bộ hanbok lộng lẫy, khám phá về những nét văn hóa độc đáo và khía cạnh cuộc sống của con người xứ sở kim chi, ngành học sẽ khai mở nên những điều mới mẻ nhất thông qua những góc nhìn mới lạ cho sự tò mò và ham thích tìm hiểu của người trẻ. Từ sách vở đến những chương trình ngoại khóa, tất cả sẽ góp chung màu sắc cho việc định hình nên tình yêu Hàn Quốc của các sinh viên chuyên ngành. Đặc biệt, yêu thích ngành học thôi là chưa đủ. Một cử nhân ngôn ngữ học tài năng, đa di năng, còn phải am hiểu các kiến thức về kinh tế, thương mại, marketing. Từ đó, sau khi tốt nghiệp, bạn có thể thử sức tại các vị trí như biên dịch, phiên dịch, chuyên viên tại các phòng ban kinh doanh hay đại sứ quán Hàn Việt. Tự hào liên kết với hơn 800 doanh nghiệp và các trường đại học danh giá trong khu vực và trên thế giới. Ngành ngôn ngữ Hàn Quốc Đại học Lạc Hồng sẽ là đòn bẩy vững chắc, nâng tầm tri thức, kỹ năng và định hướng tương lai vững chắc cho các cử nhân tương lai. Nếu bạn là một người yêu K-pop thực thụ, giấc mơ hòa chung giọng hát giữa khến sệt của thần tượng chưa bao giờ gần đến thế. Nếu bạn đam mê văn hóa hay cảnh sắc xứ sở kim chi, ước vọng trải nghiệm chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Bởi khi theo đuổi chương trình học tại Đại học Lạc Hồng, cơ hội tham gia khóa trao đổi kèm theo các suất học bổng tại Đại học Chosun, Đại học Kyeongnam, Đại học Kyeongnam Nam Hi Hàn Quốc là không giới hạn. Vừa theo đuổi đam mê, chống thành công trong sự nghiệp, lại được thỏa sức chìm đắm trong đất nước xinh đẹp khi tràn đầy sức trẻ. Tại sao không? Hãy gọi cho chúng tôi tại hotline 0251 73 00073 hoặc truy cập vào website tuyển sinh.lhu.edu.vn để xét tuyển ngay từ hôm nay. Đại học Lạc Hồng, khát vọng dẫn đầu.